Thật ra thì em cũng thấy là có anh Kiên lại là trong công ty lớn, công ty công nghệ nhưng mà là công ty lớn và cũng quản lý một team chẳng hạn, thì anh Kiên có thể chia sẻ thêm từ góc nhìn của anh về góc độ quản trị không ạ? Hay là anh Linh á, anh Linh lớp trưởng lớp mình sau anh Linh có thể chuẩn bị trả lời chia sẻ ạ? Anh Linh cũng là quản trị một tổ chức của anh Linh rất là lớn ạ. Anh Linh là mentee à? Dạ. Linh phải mentee không? Dạ không ạ. Ai mentee nhỉ? À mentee là alumni rồi đúng không? Vâng. Lẫn. Anh Kiên ơi, bạn biết chia sẻ được không ạ? Vâng, chào tất cả các anh chị. Vâng ạ, vâng anh Linh. Chào anh Linh ạ. Em alumni. Em đang chào các anh chị, em đang đi mua đất, em đang đi ô tô, chắc hay ổn. Rất là xin lỗi em ảnh hưởng đến doanh thu của em ngày hôm nay. Thế à anh, có thành công không anh? Anh Linh. Thế ạ? Vâng, vâng được ạ. Em xin đặt lại là từ góc độ của anh Linh thì cũng là một công ty bất động sản, thì anh Linh có thể chia sẻ góc nhìn của anh Linh về về quản trị các công cụ nào mà anh đang dùng và hay là những khó khăn trở ngại mà anh đang gặp phải được không ạ? Cảm ơn em. Thứ nhất là anh Linh chính là công ty của anh thì công ty bé, gọi là công ty xíu và rất xíu chứ không phải là công ty lớn. Đấy, phải Linh chính lại. Thứ hai là có cũng mới sang năm thứ ba thôi, thì nên là cũng rất là nhiều cái lột xà lột xột. Thì anh thấy có hai cái phần thứ nhất, đó là giai đoạn một từ đối với quản trị nó giống như một cái làm việc theo team work và chủ yếu tức là một nhóm làm việc với nhau thôi. Lúc đấy dưới 20 người thì nó quản lý thì thực ra đúng đâu làm đấy, và mọi người kiêm nhiệm các công việc và quy trình thì hoàn toàn 100% là quy trình miệng, chỉ trừ quy trình kế toán thôi, còn lại tất cả đều là quy trình miệng. Thu có nghe được không? Vâng, bọn em nghe rất rõ anh ạ. Ok em. Vâng. Sau đó thì đến lúc là nó nhiều hơn, ví dụ như một ông giám sát xây dựng thì không thể quản lý được 10 khung nữa. Đấy, và công việc phòng ban các thứ nhiều hơn thì không thể cái kiểu là cái gì đến tay theo giám đốc hoặc phó giám đốc thì lúc đấy mới tập hành theo hệ thống kiểu như vậy. Và để cái bọn mình nhìn thấy có cơ hội thì sau đây chia sẻ với anh chị là em cũng đã từng mời anh Mai Xuân Đạt về đào tạo về OKR. À, ok. Có thì anh rất đầu tư. Cái này là đào tạo và áp dụng là OKR về xây dựng đại khái phải có thời gian vân vân, nhưng mà vì là này là mài máu quá nên tôi anh nhận lời và lúc đó chia sẻ thông tin này cho mọi người được tiết lộ ra ngoài đấy. Tiêu một cái tập 10.000 đô. Rất đầu tư. Xong là đào tạo xong thì đang đào tạo dở, tức là chuyển trước đâu đó khoảng một nửa, 100 triệu gì đấy. Thì anh đảm bảo tôi ta không đào tạo nữa, bọn này không kỷ luật. Rất là vui. Nhưng mà được rất là nhiều nhé. À thế à? Thế là lãi 100 triệu. Không, bởi vì được rất là nhiều, nó là được cái đầu tiên, nó là sau khi mà lên buổi học đầu tiên luôn, rồi đuổi hết tất cả đội cộng tác viên với những nhân viên đó là học và không tập trung đấy, kiểu như thế. Bắt đầu lần đầu tiên làm kỷ luật, gọi là kỷ luật rồi là huấn luyện như sớm vân vân. Ví dụ như có những buổi học của anh Đạt ấy, em là người trực tiếp quản lý lớp học đấy, mà thằng nào mà trừ khi cưới hỏi hoặc là tám điều đóng nghỉ ra thì là tất cả đều tham gia, không tham gia thì auto là nghỉ việc ngay lập tức. Như thế có những quá chuẩn. Lúc mà có một bài hai chặng nó đi chụp ảnh cưới, mà nó vừa chụp ảnh cưới nó vừa nghe xuống đây này. Rất quyết tâm. Quyết tâm học thấy chưa? Ôi tuyệt vời. Sau đó thì áp dụng là fail. Em áp dụng thì là fail về tổng quan là fail. Nhưng mà mình được một cái đó là mình được một cái, sau đó thì được ứng dụng được mấy cái thứ rất nhiều thứ, nhưng mà có mấy cái thứ ứng dụng đó thì rất là tập trung vào cái công ty khởi nghiệp ngày xưa. Công ty của hồi anh đánh giá là dân tộc miền núi rồi công nhân nông dân là tắt, nhưng bây giờ sao mình gặp ra hoặc là phải giữ lại những người phù hợp thôi, chứ còn phải là cứ lông côn thì nó thành ra là đông nhưng mà không có tinh ấy. Đúng rồi. Cái thứ hai cái tư duy về nguồn lực, tức là cái doanh nghiệp của tụi em đi lên thì gần như nó thật là không có nhiều tiền, nhưng mà để mà có thể làm bất sản thì anh chị biết rằng mình có làm bé thì nó cũng là tiền tỷ đúng không ạ, thì mình tư duy về nguồn lực
nếu mình sử dụng cái mỗi cái tức là mình đặt ra như mục đích thôi, thì bọn em học cái ở OKR cái mục đích là cái quan trọng, tức là luôn luôn nhắm tới mục đích, còn lại nguồn lực thì tư duy là không thể dựa trên những thứ mình có, và mình sẽ không bao giờ đặt khi mà đặt một cái mục tiêu nào đó thì không phải đi từ cái điều kiện mà đi từ cái mình mong muốn trước, rồi sau đó thì mới tìm những điều kiện, những nguồn lực. Vì trước đây thì em hay tư duy theo kiểu là mình có cái này thì mình đặt tiêu thế này thôi ấy. Đó thì nó đóng rất là nhiều. Chia sẻ với chị một chút, đó là có một trải nghiệm là mình chuyển theo OKR xong yêu cầu nhân viên là quản lý năm sau, sau đó thì mình cho một cái ông đi thăm dò xem thử là nhân viên của mình đánh giá như nào về OKR, bảo xong bảo cái cách xếp ảo tưởng làm cái đấy toàn lý thuyết toàn chém gió thật luôn. Xong là em hỏi cái ông chính là cái anh Phan Quang mà làm từ tổng trong Midnight Talk ấy. À đúng rồi. Ông nó nói thế là anh bảo nó nói thế. Thế anh nghĩ nào, tao nghĩ vớ vẩn. Đấy. Sau đó thì tụi em ứng dụng OKR cho quản lý thôi. Sau đó thì làm cho quản lý thôi. Và thấy là thành công. Thành công OKR cho quản lý là thành công đúng không? Không. Tức là em không biết là thành công nào, nhưng em chỉ là ứng dụng được một vài thứ thôi. Thì em chia sẻ tiếp một cái trải nghiệm nữa. Em nghĩ là một vài trải nghiệm để mọi người có thể hiểu hơn một chút. Em xin 1 phút nữa thôi. Đó là tụi em bắt đầu đi tìm thuê các nhà, thuê người quản trị Thái Bình. Thì có tìm được một anh có 15 năm kinh nghiệm làm khách sạn. Em mất khoảng tầm 6 tháng để nói chuyện với anh ấy và để anh ấy tham gia hiểu. Thì sau đó mình đưa về thì mình rất an tâm. Mình nghĩ là thời điểm này thì mình sẽ được gọi là thoải mái hơn ấy. Bọn em lập là công ty mới. Thì bọn em chuyển hết toàn bộ ban điều hành sang công ty mới thì cái công ty cũ là đơn vị. Ban điều hành công ty cũ thì tức là công ty cũ nhưng ban điều hành mới thì lại gặp nguy hiểm. Nguy hiểm tức là hóa ra có 6 tháng hay là thêm nữa thì họ chưa hiểu được để ứng phó với cả các tình huống ấy chị. Đúng rồi. Họ có thể hiểu mà chưa ứng phó được. Đó. Và một cái nữa thì em gặp thế này, công ty khởi nghiệp thì sự tức là cái sự em cho rằng đi những công ty mới thì cái sự ứng phó trước các tình huống và xoay chuyển nguồn lực là quan trọng nhất. Đấy là tôi cũng trải nghiệm cá nhân em. Và khi mà anh mời một nhà quản trị có kinh nghiệm khoảng 15 năm làm GM cho các khách sạn 1-5 năm sau thì nó có sự ổn định và từ khách sạn thì họ sẽ có cái nguồn lực dự phòng khá là lớn. Đúng rồi. Doanh nghiệp của mình thì thường thậm chí là kế hoạch bây âm. Giờ tầm của âm đúng không? Và thậm chí okay. có nhiều thời điểm thì nói thật với anh chị em là trong tài khoản công ty bất động sản không có tiền nhưng mà không sao cả, khoảng 2 ngày sau đó lại có một số tỷ. Thế là ngừng rồi. Của mình thôi. Okay. Nhưng mà người làm quản trị chuyên nghiệp thì họ cảm thấy là run, họ sợ lắm. Thì em cũng muốn chia sẻ một chút trải nghiệm thôi chứ không có cái gì không tin của anh. Rất lột xuống anh chị. Tức là kết luận lại là quá trình đúc rút tất cả những kinh nghiệm thực tế đó thì mình thấy một điều rằng là bản thân mình cứ nắm rõ mình đã đúng không? Là nhưng mà rồi đi rồi sẽ thành đường đúng không? Vâng, và có một cái đó là từ những cái việc mà mình làm hiệu quả xong đó mình quy trình hóa một cách tinh gọn dễ dàng để nhân sự tự thực hiện được. Và thứ hai là em thấy một cái điều đó là có lẽ rằng là những người làm quản lý ở các bộ phận thì ôm đô từ nhân sự bên trong thì sẽ dễ dàng hơn là tuyển dụng bên ngoài. Trừ những cái vị trí dù như là pháp lý hay là tài chính thì sẽ là thuê ngoài thôi ạ. Học từ sự hiệu quả, cái gì mà hiệu quả thì mình học rồi mình xây quy trình cho nó để áp dụng cái quy trình chuẩn đấy đúng không? Đúng rồi. Dạ, vâng. Chứ còn lại em cũng đi đấy, ví dụ như đi bộ cao rồi hay là em cũng thử một số công tác thì em thấy là cũng em không biết là em biết là nó rất hay nhưng mà cái tính hiệu quả ấy chị thì chắc là phải chọn lọc. Ok, mình sẽ quay lại cái phần này khi mình thảo luận nhé. Và lúc đấy rất là mong là Linh có thời gian để cùng tham gia với mọi người. Vì Linh nói một điểm rất hay, học AOKR mọi người ạ. Thì chúng ta sẽ thường nhìn vào cái chúng ta mong muốn đúng không? Chứ không phải chúng ta đang có đúng không? Anh Linh vừa nói điều đấy đúng không? Và khi mà chúng ta bám đuổi theo thứ ta mong muốn thì nó rất là truyền cảm hứng. Và cảm giác là chúng ta sẽ thấy là mọi thứ nó rất là tự do, khoáng đạt. Mà không gò mình vào cái gì. Nhưng sau một thời gian thực hiện rồi thì cuối cùng ta vẫn phải hiểu bản thân mình à? Và rồi là chúng ta cũng phải từ nội lực bản thân, từ kinh nghiệm của bản thân để mà đi lên đúng không? Tạm như thế đã Linh nhá. Rất là hay. Thank you ạ, rất nhiều. Cảm ơn anh Linh rất là nhiều ạ.